thanh niên liều lĩnh vào quán trộm cắp thì bất ngờ bị phát hiện rồi bỏ chạy. Thủ đoạn của loại tội phạm này là lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ sở hữu để thực hiện hành vi trộm cắp hoặc lợi dụng đêm tối, đột nhập vào nhà bị hại để trộm tài sản. Nhờ cảnh giác nên cô gái trên đã kịp thời phát hiện khi kẻ gian đang thực hiện hành vi. Đây là lời cảnh báo cho các quán nhiều người ra vào chú ý. Theo đó, tại một quán ở Đà Lạt, Lâm Đồng, lúc này quán vắng vẻ có hai thanh niên đi tới, phát hiện nên một người đợi xe sẵn bên ngoài để tên còn lại đi vào, tiếp cận quầy lục ngăn tủ tính trộm thì bị cô gái bên trong phát hiện nên ý định bất thành. Hai đối tượng sau đó nhanh chóng rời khỏi. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phải có biện pháp trông giữ, quản lý chặt chẽ tài sản cá nhân, khóa cửa cẩn thận bằng những loại khóa chất lượng. Khi phát hiện bị mất trộm, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.